Lại với kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình đã tô màu xong. Xin chào bạn nha, giờ sẽ đưa chi tiết tô màu như vậy. Lại dài rồi. Làm trong đợt mới là vừa là đúng 5 giờ luôn. Đấy. Đang bảo là giờ mà tải lên thì làm xong một đợt này nữa là đúng đến 5 giờ là nghỉ luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Muối em đấy. À, với ai chị? Chấm muối. Đây rồi. Muối ngon. Lấy cái muối để liếm. Liếm. Quan phá còn rể a da lão. Ăn lão à? Tên ăn cơ. Quan lão à? Không thấy đậu mi cả ấy đi. Con máy mất dạy này, con máy mất dạy này xin một kêu. Làm phút rồi. Tiền ngại có tiền. Biết nhất là tiền để trả đến tí đến trả. Này bây giờ ai đi mẹ một ván một lộn. Không chưa đi con này xanh lắm rồi. À đi này mắc xanh. Sao có khi một lộn một chê đấy. Không không ấy. Đi một lộn lên bàn điểm số. Đây. Một lộn.
thuộc rồi. Như vậy riêng mình là cái thuộc như vậy. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào bạn nha, giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy. Cho bố cho 200 tiền. Có 1 triệu kể hết cho bố á, chuyển hết dòng tiền rồi. Ây, cái khu một bắn một lộn một lộn, hiểu chưa? Đò quá luôn. Một lộn nó phải khác. Ngon, 4.500.000 cho tiền. Đi xong bố lại chỗ anh này. Đấy. Đây. Cầm cái này. Chụp với chụp phè. Quy rồi. Ý con mẹ quy mẹ đi. Dạ, đợi, đợi, đợi. Dạ. Này, ra xong rồi. Ô, con mẹ nữa. Chị để sao này? Vừa mới tải mẹ. Vào đây cu. Để ra đâu. Mà đi. Đây. Cái mũ chứng nhận đây. Gì? Nè, chụp cái kiểu này. Happy birthday. Rồi chị đi thôi. Lỡi. Cái gì ấy? Cà phê là cái gì? Cà phê là chuẩn vậy. Ai dè. Về làm béo thì. Rồi. Về làm béo thì. Về đi ấy mà cái năm giờ đó gì vậy đó. Vậy để tôi xong nhé không? Cứ đi không biết thì ăn. Về chưa vậy? Thế là bà đấy ghi là mình ghi đấy. Bà đấy ghi là mình ghi. Ghi cái đấy. Đây ghi này. Nói ghi.
Vì chứ vậy vậy là vui. Chứ mình ghi thì mình ghi nhận chứ mình ghi là mình đang trả lại rồi. Đây là người ta nhớ ghi nhưng mình chỉ thôi, nhưng mình chưa trả lại. Bình thường là... Ôi, quên mất con tròn. Với anh mẹ nói chuyện quá, không nói không nói được vậy. Mẹ nổ. Như vậy video mình nên kết thúc nha mẹ.